nhưng mà nước da nó hơi trong trong thôi. Nhưng mà biết sao người ta nói vậy, nói cái bản nhạc đó không phải đẹp nhưng mà nói về là cái dịu dàng, cái kỳ vị đó ha, đẹp như nước đó, ý nghĩa là như vậy đó. Mình đó có một cổ một cái chữ Việt một lát đó, mình mà muốn cái cổ phục vụ cho mình á, mà cổ á coi như phục vụ coi như là không có gì tay kia mình á, mình chửi chữ Việt không sao đâu, cổ biết nghe đâu, mình không nói lại đâu ha. Đó, cho nên là chửi thoải mái. Ví dụ như ai mà có trong lòng có bực bội gì á, không có kiếm người mình chửi đâu, tại vì đầu thứ năm chửi cái gì tính nghe chửi cổ mình không dịch lại, cho nên yên tâm thoải mái. Em mấy là đúng mét mét là nói cho nên mình đánh anh vô cục vô luôn cái nhà rồi á, mình nói với tụi nha, mình đá mỗi người có hai cái ly như vậy đó, cái ly thơm này á là ly uống nước trà, cái ly cao này á là ly uống nước trà thơm á, rồi á mình để cái ly thấp này để cho ly cao, à, cầm lên đi ha, cẩn thận nóng á, cẩn thận nóng, cầm bên tay phải, ngón cái mình để trên, ngón giữa mình để dưới, tại vì sao tôi nói trà á, ô ta á là uống trà uống cho chồng công phu đó, cho nên á biết sao nước á là tiền là tài. À, rồi á cái chiêu này á là coi như là mình chiêu tài tiền trong cho mình á, nhớ là lặt vào nha, chứ đừng có lặt ra là nước là tài cho người khác hết á. À, ý nghĩa là như vậy á, một lát muốn cái mình để cho một lát mình á, mọi người tất cả lớn tiếng nói là cháu xài chim bạo không. À, nói tiếng Việt đi chị, nói tiếng Việt đi qua đây chơi học chữ phổ thông cậu đi rồi nó thay khốn rồi rồi phải tập cho cái bạn chị nói rồi cháu xài chim bạo bốn chữ dễ lắm mà. Ồ, lớn tiếng tiền tài vô càng nhiều quá nha. Lắm 1, 2, 3 cháu tài chiếm bảo. Nghe là người mà sữa chua đi nói là không biết nói. Sữa chua biết đâu mỗi người một ý thích, người ta muốn uống lạc á, đâu có ít chút, muốn uống tầm á thì bỏ nhiều. Ở đây mình 40 người á, mà mình chỉ cần bỏ một bình như vậy á nha. Cái số lượng không cần bỏ nhiều, chỉ cần bỏ một muỗng thôi. Một muỗng thôi. Mình mở ra trong nó có hai cái lon như vậy nè ha, một muỗng ở trong nó có muỗng sẵn, ở đây mình nhiều người vậy mà mình bỏ một muỗng á ha.